Chào Thỏ Thủy Đô, xin kính chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình đi giao thỏ giao nhiều lắm, có hai con à. Nói đùa chứ mình đi giao lòng các bạn à. Giao lòng thỏ thịt cho một người em. Thì để mình qua tới trại rồi mình quay cái mô hình trại luôn. Thì trại người em này họ chỉ nuôi tạm trong chuồng heo thôi. Thì mình giao mình thỏ đẻ rồi mình phải giao lòng thỏ thịt để mà tách ra với bao má phụ kiện, van má, thuốc men. Rồi đây em nó cũng thích nên nó có quán cà phê á, nó cũng thích nuôi thỏ kiển nên là nó ủng hộ mình hai con thỏ kiển gọi là Holland Love Mix Midi Love. Thì cha là Holland còn mẹ là Midi Love. Nó có quán cà phê của vợ thì ủng hộ mình hai con. Rồi mình để mình mở ra cho các bạn xem nha. Mở cho các bạn xem nha. Ủng hộ mình hai con thì ở chỗ anh em biết thì mình cũng để cái cà rốt mềm để anh em nuôi cho nó vui. Tại vì nuôi kiển chứ không có nuôi sinh sản gì, nhưng mà cũng bắt mình biểu là qua bắt con đực con cái thì mình cũng bắt được cái luôn. Đôi khi nó sinh sản được thì nó sinh sản, tại vì họ cũng không quan tâm là sinh sản thì họ để quán cà phê. Em thì nó nuôi thỏ thương phẩm, thỏ thịt là nhiều. Đây các bạn này đó. Thì một đây là con cái, đây là con cái này. Thỏ mình thì mình phòng ngừa đầy đủ cho nên là anh em nuôi thoải mái hơn. Đây là em đực. Nó bắt hai con cùng màu như vậy, nhưng mà cùng màu thì lại chung một đàn, cũng có cái có đực luôn, nhưng mà cùng một đàn thì không thể nào phối được, cho nên là mình bắt một đàn khác thì nó mới có con đực về cho con em nghe em đó. Thôi thì các bạn theo chân mình nha. Đó, các bạn thấy nhìn thấy dễ thương không? Thì mình có tặng cho cái cỏ khô với lại một cái nén của mình làm. Thì tặng thôi chứ ít bữa cần thì mua, chứ tặng nhiều quá đâu có đủ số hội. Mời các bạn nha, đi theo chân mình. Xe qua được không anh? Ôi tới luôn rồi. Đó, không. Hết điểm lọt. Đó. Một con là một tù cái này vô má đào phải không? Dạ. Má đào này có 4 con kìa. Ủa, để rồi hả? Dạ. Mua về rồi. Này 9 triệu không, mua về là nó kêu tháng mấy mà em nuôi có 10 ngày, mười mấy ngày nó đẻ rồi. Mua là mua bầu luôn á. Dạ, em mua bầu đâm ra nó giá mới cao, chứ mình mua như kia nhiều khi nó bị gì. Là một con là 9 triệu hả? Một cặp, con đực bên kìa anh. À. Wow. Nhưng mà khi mà giao phối thì mình sẽ bắt con đực quan cái. Dạ. Để cho nó hoàn. Dạ, có 10 ngày. 10 ngày. Nó khác thỏ bỏ vô lấy ra liền cho nó rồi 10 ngày á. Rồi. Nó đẻ 4 con á, anh cho nếu ra. Thôi đừng kể đi, mấy con bị xét. Nó ăn tre thôi ha. Ăn tre bắp mía. Cái dúi má đào này giá nó cao tiền, ngoài thị trường nó cũng cao lắm á. 880 rưỡi. 1 ký. Dạ. Mà chắc cần ký cái rưỡi là mình xuất chuồng rồi ha. À, nếu mà người không biết bán nó 600 à. Nếu mình phải có mối. À, em không? Em bán được 880 rưỡi. Không phải quạt nữa hả? Dạ, lúc còn nóng và quạt thanh thoanh nữa. Vừa về cái có lọc liền. À, về có mấy ngày về. Nó để cặp con. Cặp này mua 4 rưỡi nè, nó bán. Cặp này 4 rưỡi hả? Cặp này hơi bị cao quá. Ờ. Bán em dễ mắc á. Bán em có 6 lạng à. Hả? Mà nó kêu cặp giống kệ mình mua cũng được. Con mà giờ bây giờ tôi lên cái rưỡi rồi. Con này em bắt cẩn thận chứ thôi nó sẽ cắn mình nữa nha. Cắn một phát một là cũng căng ha. Nó ghê không? Ông người ta nuôi thuần nhật dạng lắm, do mình chăm sóc. Mấy này là đang đợi giống vậy hả? Dạ. Tính ra dưới má đào này nó to quá hả? Nó lên 5 số ký á. Giỡn em? Giỡn gì em, nó thiệt. Ghê vậy? Con tơ que, con này đẻ lúc đầu tiên 3.8 rồi, anh nghĩ sao vậy? Đứa đầu quá hả? Dạ. Bây giờ con đực nói em canh lên là 3.4 rồi đó. Do nó bộ nó giờ nó bụi giờ đẻ rất tụt ký. Con kia em canh lên cái 3.4 rồi. Mình có nguồn là mình cho nó ăn vô tư á em. Có che mía đất đai đâu vô con mấy con thỏ. Em thì sợ không có tiền thôi.
Anh gọi đây được không anh? Đâu, mới làm chuồng bên này nữa hả? Này bữa cái đợt em nói anh đó. À là làm lỡ cỡ. Dục á, bên họ con đẻ rớt đây chết mấy con rồi. Này mấy con thọ được bị bệnh bên đây nè. Mấy bà này cũng chuẩn bị đẻ sao bỏ rổ này phải không? Con này ngày 9 nè. Con này ngày 7 mà sao hôm nay chưa đẻ. Coi ừ, này bụng to quá rồi. Con này không thấy bụng. Nó kệ đi. Cái cỏ này thì nó mê ghê lắm này. Cỏ này khoái lắm này. Cỏ này nó ăn tuyệt vời. Cỏ này hả? Ừ. Hạ quá trời nó trồng mai á. Mấy màu của đất. Nó nhổ ra hả? Đó. Ờ em lấy máy cắt cắt. À, ha. Đây để em nè. Ui trời để quá trời luôn. Để đông. Đây gì hơn nè. Con bên kia 90 con vậy á. Bà này sao lật rổ mẹ rồi. Chưa tới ngày đẻ. Chưa hả? Em để dành luôn anh ơi. Có nhiều con nó chưa kịp nhồi lông. Con này buổi trước đẻ không nhồi lông. Giờ nó mới đẻ nhổ anh. Trời. Con này 8 con 9 con vậy á. Ừ này cho bú rồi nè. Này mới đẻ luôn phải không? Dạ mới đẻ 2 ngày à. Ngày 2 ngày vậy á. Ừ. Hôm qua mới đẻ hôm qua. Ừ. Ở đó nó nói bị chạy luôn. Em sợ con chạy á. Con mẹ đi chạy hả? Đó. Ăn không? À, khô là khô đít rồi, nó ỉ phân đạm á, tại vì nó ăn nhau á. À. Con thỏ mẹ nó ỉ ra nó ăn hết nhau con thỏ con. Mà nó ăn qua ngày sau là nó bị dư đạm cái nó ỉ phân đạm. Con này mới đẻ biết ngày hôm nay hôm qua vậy. Ủa đẻ cũng đẹp, sai ha, đẹp ha. Con kia đẹp sai không kìa. Con này. Con này bữa chết rồi. Ừ, chết con rồi kìa. Bữa nó rớt xuống nước á. Bữa nó lạnh nó bị lạnh nó lại chết liền à. Đó đang giờ sao? Chết con rồi, uống không? Bố con rồi. Ném vào đây ha. Ném lại cho anh sao? Còn giờ còn lại mấy con? Ba con, bố con rồi, chết bốn con rồi đó. Ừ, chết bốn con rồi. Đây này. Em biết sữa hay không làm gì cái bụng mình thấy không? Này căng sữa này. Thấy sữa em luôn. Em thấy thọ vô rồi, nó vô cho bú mà, à, nhìn thấy mà. Thấy sữa là biết liền à. Dạ em biết là nó bị lạnh, bữa rớt dây nè. Rớt là thua. Nó đẻ ngoài á. Bữa em dời cái chuồng của em qua bên cái chuồng của anh hết đi. Bên này để mình nuôi thỏ. Ừ. Thoải biết cái lỗ này lạc nè. Lỗ to quá. Mà con này đẻ nhiều không? Ừ, đẻ quá trời luôn. Nhưng mà nó đẻ vậy nuôi không nổi đâu. 6 con thôi em ơi. Mẹ mình thật nó. 6, 8 con. 8 nó hơi đèo xíu. Mà kệ cho đẹp rồi. Ý là biết sao không lại giùm dục anh. Ừ, hai con này là... Ở bữa nuôi trước họ anh nuôi thử coi nó ăn sao á. Ờ để bà vẫn thịt thật đất mà. Rồi thôi bây giờ để anh hướng dẫn cho em ấy chứ nha. Để cầm máy đấy. Đây. Cái cây này ở cây sắt của trường trại thì anh xịt lúc nào cũng được. Cây dưới cũng tốt lắm tại vì nó sẽ bị hết khuẩn thôi. Tại vì mình cho uống được cho nên là mình không sợ ảnh hưởng gì đến con thỏ hay con vú. Này con pha nước uống cho thỏ uống luôn. Bà hả? Cái bể nó bự quá. Khi nào mà em canh cái bể em còn ít nước ở dưới á, em mới đổ vô. Tại vì một lít của nó là một nắp này. Một lít nước là một nắp thuốc. Dưới đâu uống được rồi. Hết mẹ cái vòi dưới rồi thôi. Ờ, nó nằm xuống dưới trơn. Bây giờ thôi để xịt đây. Được. Đó. Còn bây giờ nếu mà một con thỏ bị tiêu chảy nha. Đây là cái này em có cái dinh luôn nè. Có cái gì? Cho có lẹ. Đưa đây, đưa kia đây. Đây. Em bắt được cái dinh luôn nha. Đó. Nhưng thỏ mạng này là em tiêu nửa ống này nè. Đó là cái thứ nhất. Đó tiêu chảy đúng không? Đây là tiêu chảy hết. Còn cái đó làm gì? Em chích xong một mũi mà nó tiêu chảy giống như mấy con này á. Ừ. Là em sẽ cho nó uống cái thằng này. Chích một mũi xong rồi khoảng 2 tiếng sau em cho nó uống thằng này cũng khoảng bắt nó lên giẫm ngược lên nhỏ cho nó thằng 5-7 giọt. Này cái này cũng là tiêu chảy luôn nè, nhưng mà cái thịt uống. Còn mà nếu mà rảnh á, con thỏ mà nhỏ mới đẻ nè. Cứ lộ đậu ra cho nó uống một giọt. Con giọt. Con á, 3 giọt đúng không? Không, một giọt duy nhất thôi. Phải không? Là nó hạn chế bị sình bụng hoặc là hạn chế bị E. coli. Đây, cái này là E. coli.
đó. Rồi nếu mà nó có một dạng tiêu chảy nữa, đó là dạng cầu trùng, thì bất kỳ một con thỏ nào mà nó ỉ dạng cầu trùng rồi nó không còn ỉ ra cái phân nữa, mà ỉ ra giống như cất mũi nữa, tôi nghĩ là mấy cục rau câu mà dễ nhẽ vì giống như đờm mình á, nó ỉ dạng đó. Đây cho nó uống này ngay, đồng thời uống thì uống nhưng mà cũng phải chích thằng này tiêu chảy là phải chích này trước rồi uống này nha. Rồi bạn nói biết nha, đó là tiêu chảy luôn. Và có một dạng là trước bụng đầy hơi, con thỏ con nó căng mới bụng vậy. Đúng rồi, con thỏ con mà sau khi nó tách mẹ ra là nó hay bị sình cái bụng lên, nó ăn nhiều quá, cái này nó để là trướng nhiều nè, thì mình cho nó sau khi tách mẹ mình cho nó uống khoảng 4-5 giọt mấy ngày uống uống một lần thôi, mình vừa tách mẹ ra là cho nó uống xong là ngưng luôn. Là tới lúc lớn mà vậy tách mẹ cho ăn riêng. Đúng vậy, có nghĩa là tới lúc lớn nhưng mà dự trong quá trình đi á thì nó có thể khả năng nó bị nữa thì mình cho nó uống nữa đó. Hoặc là một bắt thêm một con thỏ nào nó bị tiêu chảy mà nó ỉa giống như ỉa cất gà, cái gà sáp mà nó mình tại đây thì mình cũng tiêm thằng này luôn và mình cũng cho uống này đó, nó kết hợp đủ thứ. Còn riêng về cầu trùng này á thì thỏ con mà nó làm xiên mà nó đẻ ra từ 5 ngày tuổi trở lên đến 15 ngày là em vẫn cho nó uống 0.202 hết, thì hầu như lần nào không có thỏ nào chết. 0.2 là gì? 0.2 này. À không phải cái đó hả? Không phải hai, số 2 nè, nút gì đấy trời. Không được. Số 2 nè. Là em hút là số 2. Bữa cây này em hút cái cây này hút chỗ được 5 con này. Mai vô thì giờ. Chưa 5 ngày trở lên. 5 ngày trở lên đến 15 ngày mình đánh nào vô ngày đó. Đó là riêng về cầu trùng, nó quan trọng nhất em bắt buộc chỗ. Ví dụ như con coli này nó cũng quan trọng nhưng mà nó không bằng. Cô nó gọi cho cái thùng đỏ. Chị này để hồi anh giới thiệu qua cái này hồi em quên. Thì kể thì quên nhưng mà điện cho anh chứ. Anh chị. Đó thì bớt buộc là cầu trùng 5 ngày đến 15 ngày là phải cho uống này. Nó không thôi là nó dễ chết. Rồi vậy là thôi rồi xong. Rồi tới được thuốc khác này. Viêm kháng viêm này để xịt vô mũi, xịt vô chỗ nào chảy máu, chảy mũ rồi xịt rồi viêm mắt, viêm mũi. Rồi mình sẽ kết hợp mình tiêm thằng tăng lực kháng viêm này nhẹ, kết hợp tiêm kháng sinh mạnh này vô. Thì đây là chuyên về hô hấp. Tiêm nửa xe hết. Riêng về con thỏ là mình tiêm nửa xe chạy xuống thôi. Thì giờ nói vậy mình dễ gì nhớ. Nhớ kỹ bữa sau điện chứ. Rồi giao điện nhiều khi về ấy ấy luôn. Phải điện, phải điện không. Còn cái này con cứ con thỏ mẹ là dạng là ghẻ. Thì nếu mà nó không có ghẻ mình cũng tiêm luôn để cho nó sổ dung sáng trong bụng đó, nó sạch sẽ. Và đồng thời mình tiêm rồi thì con nó không còn có ghẻ nữa. Ghẻ lỗ tai rồi đó. Anh nhớ nha. Mình tiêm rồi mình phải đọc ký sinh trùng, đọc là ký sinh trùng thế chưa đó. Nội ngoại ký sinh trùng mình nắm rẻ thôi đó. Mình cứ để đây đi rẻ rồi tính. Rồi thằng này là nắm, còn nắm này thì thực ra thì nó có sẵn từ cái bộ này chứ thực ra thì cái thỏ của anh hầu như nó không bị nắm, mà nó đã không bị nắm rồi á thì em nuôi hầu như là nó không ít bị thay lắm, trừ khi em mua những cái dòng thỏ khác về trộn như đây lai quay lại. Thì cái nấm này, con này nó có thì mình cho uống, còn thì để đây qua, không một phòng. Hai này đã đi chung nè, ngoài ngoài tiếng chung nấm rẻ này. Thằng này là thằng kết trẻ. Ví dụ như con kia đụng bị bá rồi không? Đúng ngày rồi không? Chưa đẻ, ngày 30 chưa đẻ, 31 chưa đẻ, 32 chưa đẻ. Ngày 33 là mình theo dõi nó bác sĩ. Cái ngày 34 của mình không theo dõi, đa phần là anh chết, đẻ chết con hết. Thì ngày 33 em thấy nó bỏ ăn quá nhiều, ngồi thở không mà sao không nằm thở mà bỏ ăn. Em lấy người ta em tiêm cho anh là nửa ống. Tiêm cho anh nửa ống là đẻ ra liền. Để mình cứu con mà cũng mẹ cũng khỏe nữa. Cứ bẻ cái ống ra, hút nửa ống mà tiêm. Còn nửa ống thì chắc chắn bỏ rồi. Thì cái này hút thì chơi vậy nó cứ đảm bảo. Đó, kết đẻ. Rồi bà nào không có sữa như bữa nói á là tiêm này luôn, không có sữa là phải tiêm này liền, nửa xe thôi, nửa xe một lần một, còn nếu mà thỏ nó bị bí sữa, tiêm mũi là còn ngày mai nó sẽ bung sữa liền, ngày mai con đút có sữa, rồi, còn giờ em mẹ em được sao, giờ để rồi tính đi bác sĩ đi, thằng này là thằng ADR thì tiêm bất kỳ con thỏ nào ốm yếu, mà thiếu còi dinh dưỡng nữa nó có bổ tổng hợp. Hoặc là dưỡng thai, không mà đẻ được có bầu được 10 ngày rồi mình tiêm dưỡng thai cho nó tốt bụng, đẻ trong phòng luôn.
để thông tin không được. Đây để thông tin đây nè, cái gì đó phục hồi sức sau khi sinh này, để thông tin nửa xe này là họ rất khỏe. Em muốn nhìn cái bạn qua thì đó để em ấy đọc hôm nay ghẻ ghẻ luôn, xoa để xoa hôm nay thì chị cho mấy bà bầu không thì đẻ nè, không thì đẻ không, không chịu, không chịu lên giống. Mới là gọi là vô sinh này, chị nè, chị nè. Rồi này là viêm vú viêm tử cung bị trường hợp bớt thì cho nên chị theo được bao nhiêu này canxi, con nào đẻ ra yếu yếu một hai bữa mà thấy nó bỏ không hết rồi nó đẻ không nó mất máu rất nhiều, để là hồi sinh các bạn